Thân chào cả nhà, mình là A Khang đến từ Đào Viên. Đây là âm thanh mà mình đã ghi lại ngay một quán ăn Việt Nam ở chợ đêm Chuyển Mè. Nào nào, hãy cùng mình nghe lại những âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ tai này nhé. Những âm thanh trong nhà bếp, tiếng chặt kịch vịt, tiếng các dụng cụ và tiếng của chị nhân viên. Không biết mọi người đã đoán ra món gì chưa nhỉ? Đáp án nằm ở phần cuối của âm thanh đó cả nhà. Có cơ hội chúng ta cùng nhau đi thưởng thức nhé.